Anh này mấy cái này hồi đó tại mình trồng nằm nằm thấy có quái ruộng hay mấy cái loại bò cạp bò sát rồi con kỳ đà đâu. Cái này nhìn cái gì dân dân bò sát hả? Lần này nó lên thằng lần bắt kè vậy đó. Quấn cái cũng nghề quá vậy ta, cũng nghề quá vậy ta. Nó là thú trong nhà đó, là thú. Từ nay tôi không gửi, ngày mai không gửi. Trong chậu hay gì? Chậu. Trong chậu nếu mà ấy thì dọn dọn dưới này nè. Con cắt ra bỏ luôn rồi. Cái đó nữa để con sách tới bên trên được. Mà nó bự quá, sách khó. Nhỏ nhỏ gọn gọn rồi, để lại là bỏ bỏ túi. Cái bút bằng cái này nè. Phải không? Nó bự hơn à. Nó bự quá di chuyển lần mệt mỏi, mình để nhà trên. Cái nào nhỏ mini ha, đem đi đấu. Đâu mà chơi giờ chơi kiểu mà câu lạc bộ bonsai của im ta. Hay á. Có thành lập câu lạc bộ tôi trong nhóm đó đó. Được mấy người rồi? 6-7 người rồi, nhưng mà mấy ông kia ông chơi xấu quá, ngộ cái cây nhìn nó ngói á, ôm mà nó nhìn kỳ lắm. Vậy mà cũng thè mình nữa hả? Chú mày nói tôi có một cây thì chị lăn cho mày nè. Thì đang giấu à, đang giấu. Nó đang giấu coi kỹ lại nó thành ra con quy con cóc gì rồi. Khá thế nó ra giờ nó thành lại con rùa con cóc rồi. Sáu kiếm con cây cho một cây đứng chắc tới luôn đi. Nó có siêu phụ bên kìa. Chứ sáu thấy cây nào cũng ham hết. Tính uống ra cái gì hình gì vậy? Bệnh nghề nghiệp bây giờ thấy cây mai đã nó ngồi đậy giờ dạ. Nó chút xíu thôi dỗ dỗ chút xíu mới đi được. Tính uống ra hình gì? Chưa biết. Tôi mấy cái này những cái gì thay đẹp. Nhưng mà mình vô mình không biết thuyết trình sao, nói chuyện như thế này sao. Mình phải diễn giải sao cho người ta hiểu được. Ừ. Nó trôi chảy. Chứ lúc đầu người ta nhìn vô người ta chưa có cảm nhận được nó. Này ấn uống ra hình thôi chứ gọn gọn như chưa biết hình gì hả? Ra được là mới có cái giá trị. Vô cây tứ diện. Cái dàn hoa ăn bảy thì giờ hồi này cây nào cũng muốn mó muốn vô muốn sờ vô đó. Mày mày cứ mình bỏ chỗ nhỏ thì được là. Không, để vậy nha, không được thôi. Nặng. Còn đi vô nhẹ nhất cũng là phải cái chậu 4 tấc, nếu mà bóp rễ đó. Thì đất cây ấy rồi nữa nó thôi lắm. Nếu mà chơi ginh tới ginh nuôi giao luôn là phải kiếm mấy cây cho nó gọn nhẹ. Không không ấy được cái mà cái dậu nó ba lớn rồi là lại tôi dẫn cây cũng bảy rồi chứ cây cũ đẹp đó hát luôn này cái này cũng quá đã rồi lại khàn rồi nè. Chứ lúc đó nó cũng cốc lá thành thời gian đó. Sao cái đẹp đó nó không vàng cái dòng mai của bảy là năm nay nhìn phát âm với giá trị gấp đôi năm rồi á. Năm nay thì dáng thế người ta đâu đó rõ nát rồi phải không? Năm rồi nói chung là chưa ra tới chưa dán cành nhánh nó lượt rồi nó tùm lum hết đúng không? Năm ngoái sao cắt là đâu có vô cái gốc mới được. Ba cái nhánh tạp nó chỏi ra rồi bắt đầu bắt cắt vô từ từ danh vô mới bò vô gốc mới rút mấy cái nhánh tạp xuống luôn nó chung vô gốc nó coi cái thế nó được. Hôm nay là mấy cái đẹp là nó ngồi chứ tại vô ba đây nó chơi rồi đúng không? Tại cành đẹp rồi ngồi lại này. Các bạn đang xem anh này ảnh này gọi là gì? Uống cây hả? Uống cây anh Dân? Ở vườn mang bảy nghìn các bạn. Cây này nó còn thô sơ. Thấy này mình cũng quấn gọn gàng lên ta. Lắc qua lắc lại vậy đó hả? Ba đê
cuốn cây cái 3D hả? 3D là sao? Nhìn mặt nào cũng thấy, nhìn ngang nhìn lên nhìn xuống. À. Rồi tứ diện ha. Ở đây mình nhìn được nhiều mặt á. Ừ. Đó, lật qua lật lại luôn. Cái cách uống nó làm sao anh Dân? Uống làm sao? Uống thì đưa ly cho uống. Uống cây không nổi rồi uống ly. Cố định cái dây xong rồi mới uống hả? Đâu ông hướng dẫn cần một cái cọng dây nãy giờ nó chưa hiểu nữa. Nghiệp dư thì hướng dẫn tới nghiệp dư, mình chơi kinh nghiệm nhau thôi, đâu có cần thầy bà gì. Tôi thấy ông uống đẹp nè, về uống nhẹ nhàng nè, cây nó không bị đau nè. Cái non mà. Uống cái này đi nè. Đầu tiên là cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là gì? Cố định hả? Cái mới quặng dây là cố định hả? Cố định cái cọng dây hả? Rồi sau đó mới quấn dây thần hay sao? Ông nói cho tôi biết được đâu mà nói. Chia sẻ kinh nghiệm đợt này chắc chuyển sang chủ đề mai quá. Có những vườn mai mình đẹp quá. Có đó quấn hai nhánh luôn hay một nhánh vậy ta? Một nhánh luôn hả? À quấn trồng luôn cái đó hả? Thấy cũng dễ không các bạn? Thấy dễ vậy chứ mà vô quấn được lộng cộng đó. À nhìn hướng bên này. Có khi nào ngang cấp với không trời? Cắt bỏ. Cái cọc thì cắt bỏ luôn hả? Nhánh này coi như nó cũng thừa rồi. Vậy mạnh tay lắm. À. Cơ bản thôi. Nhìn nó khác cây lúc nãy luôn thấy không? Đâu. Tự nhiên nó bớt cái đó hả? Tính xong chút thuốc vào. Thật là sức thuốc gì vậy đó anh Dân? Heo liền sẹo. Liền sẹo cây hả? Phụ nữ đó. Gì phụ nữ gì ông trong này nó gì ông nội? Kem dưỡng da. Kem dưỡng da. Cái ké này yếu rồi. Phải nó có thế cắt á. Cắt sợi gãy mầm này. À, vậy cưa từ từ. Ông cắt hơn tạo phần nửa rồi kìa. Nhấp 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 nhẹ nhẹ vô đứt cái gì. Nhấp nhẹ nhẹ vô đứt. Phần nửa bút bạ luôn đi. Mầm non sợ nó. Vút nó. Lấy kim cạp. Ừ có kim cạp mà. Các bạn đang xem cái clip chăm sóc cây mai, uống tạo dáng cho cây mai. Cây mai này là theo anh này anh nhận định là cái gì? Hình thú hả? Đế hình thú hả? Bò sát hả? Bò sát hả? Không biết nữa, thấy nhiều chi quá nè, chưa có định hình ra nữa. Giờ mình coi uống cây rồi chơi. Cành nó hơi nhỏ ha. Cái vụ mà chơi mai bonsai này mà giao lưu hay quá ta. Ông nào nghĩ ra trời.
Hả, mình nói chơi thôi mà mấy ông làm thiệt rồi, mấy ông nói làm trước nữa. Mình nói giống như mình đang đi chơi chim vậy đó. Hồi đó mình có cái suy nghĩ giống vậy đó mà bây giờ ta chơi đó. Tại vì chơi chim nó dễ rủi ro lắm, cây ít rủi ro hơn đúng không? Tùy theo sở thích người. Nhưng mà cây lúc trước giờ nó ít mang đi đâu. Có chứ. Đi mai rồi ghê, nó khai kiển à. Mà đi nó bự, nhiều khi nó bự quá đó. Nó câu lạc bộ, nó chơi mini đó. Bự rồi chơi phải bự. Im ha. Mini. Thấy quán nghề chưa? Dân nghiệp dư mà vậy là dữ rồi. Quá hay dân rồi. Bữa nào tôi cũng đầu tư cây luôn, anh em vừa sách mai đi chơi coi. Thằng cái cây bên kia đấy tôi dành rồi đó. Ông dân thấy cái cây kia không ta? Cái cây bên kia kìa. Nhìn kìa đã quá. Trời ơi, vừa rồi các bạn đã xem anh chăm sóc cho mai các bạn. Uống cây, tỉa cây nè. Các bạn mà không biết làm có thể nhìn học theo ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bây giờ mình sẽ về chủ đề vườn mai của mình nha. Quá đã. Đây các bạn coi vườn mai này. Đó, bắt ngát luôn. Rất là nhiều nha. Đây là vườn mai ông Bảy. Rất nhiều luôn á, bên đây chứ mình nhiều lắm. Nhiều nhất là phía hướng này. Rất là nhiều mai.